Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy 50 bộ đề kiểm tra toán lớp 2. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 8. Bài số 1. Điền số vào cái chỗ trống này. 410, 411 chúng ta thấy nó tăng dần không? Nhưng mà tăng dần là cách nhau là một đơn vị. Như vậy chúng ta sẽ có là 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 814, 815, 810, 16, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825. Câu C. 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng thích hợp vào chỗ chấm. Này là 500. Bài này là 500. Hàng chục là 3, hàng chục là 4, 3 bé hơn 4. Rồi cái này thì chúng ta sẽ cộng lại với nhau. 800 ta cộng với 30 ta cộng với 6 là bằng là 836. Bài này cũng 836, vậy là bằng nhau. Bài này là hàng trăm là 3, này hàng trăm là 4, 3 bé hơn 4. Cái này hàng trăm là 6, hàng trăm 6, hàng chục 4, cái này hàng chục 2, 4 lớn 2. Cái này chúng ta sẽ cộng lại với nhau là 495. Còn này là 459, 495 lớn hơn. Cái này chúng ta sẽ cộng lại thì chúng ta sẽ được là 740 16. Bên này 746 bằng nhau. Cái này là 3 hàng 3, hàng trăm là 33, hàng chục là 5, hàng chục là 8, 5 bé hơn 8. Này cộng lại đây chúng ta được là 204, bên này 204 bằng nhau. Này là 99 bằng nhau, hàng chục 8, hàng chục 7, 8 lớn 7. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Viết số tích hợp vào chỗ chấm. Rồi từ đây thì con số 3 này nè, nó tỏa ra đây, nó lên đây, nó qua đây, nó xuống đây. Vậy là 3. Chúng ta làm cái nào trước cũng được không? 3 ta nhân bao nhiêu bằng 12, vậy 3 ta nhân cho 4. 3 ta nhân cho bao nhiêu, chỗ này là bằng 15, 3 ta nhân cho 5. 3 ta nhân cho bao nhiêu bằng 27, 3 nhân cho 9 là 27. 3 ta nhân cho 2 là bằng là 6. Rồi cái này cũng tương tự vậy. Ta lấy 3 ta nhân 3 là bằng là 9. 3 nhân cho 6 là bằng là 18. 3 nhân 7 là bằng là 21. 3 ta nhân cho 8 là bằng 20, 24. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Đặc tính đầu tính. 430, 15 ta cộng với lại là 230, 32. Năm ta cộng với 2 là bằng là 7, 3 cộng 3 là bằng là 6, 4 cộng 2 là bằng là 6. 876 ta trừ cho
554. 6 trừ 4 là bằng là 2. 7 ta trừ cho 5 là bằng là 2. 8 trừ 5 là bằng là 3. 709 ta cộng với 180. 9 cộng 0 là bằng là 9. 0 cộng 8 là bằng là 8. 7 cộng 1 là bằng là 8. 957 ta trừ cho 356. 7 trừ 6 là bằng là 1. 5 trừ 5 là bằng là 0. 9 trừ 3 là bằng là 6. 219 ta cộng với lại là 560. 9 cộng 0 là bằng là 9. 1 cộng 6 là bằng là 7. 2 cộng 5 là bằng là 7. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5, tìm x. X cộng 47 là bằng là 84. Vậy đây là dấu cộng. Dấu cộng thì đây là cái số hạng chưa biết, đây là số hạng đã biết và đây là cái tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết thì ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. Có nghĩa là ta lấy 84 ta trừ cho 47, vậy là bằng là 7, 5, này là 3. Bài này đây là dấu trừ. Dấu trừ thì đây là số bị trừ, đây là số trừ và đây là hiệu. Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu ta cộng với lại là số trừ. 59 ta cộng với lại là 30, 35, 4, 8, 9. Đây là dấu trừ. Dấu trừ thì cái này là số bị trừ, cái này là số trừ và cái này là hiệu. Muốn tìm số trừ thì ta lấy số bị trừ, ta trừ đi cho hiệu. Được. 6 trừ 9 không được, ta lấy 16. 16 trừ 9 còn 7, 701, vậy là còn lại là 6, 67. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 6, đồng hồ chỉ mấy giờ. Cái đồng hồ này chúng ta sẽ có là hai cái kim ngắn và cái kim dài. Cái này là cái kim ngắn chỉ giờ, cái kim dài chỉ phút, cái này là 9 giờ 10. 9 giờ 10 phút. Cái này là 11 giờ 15 phút. 11 giờ 15 phút. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 7. Nấu phép tính với kết quả đúng. 14 là chia 2 là bằng là 7. Thì chúng ta nấu với lại là số 7. 4 chia 2 là bằng là 2. 2 chia 2 là bằng là 1. 12 chia 2 là bằng là 6. 20 chia 2 là bằng là 10. Cái này thầy bị vướng cái này rồi. Kể bạn này. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 8. Giải toán câu A. Bố có 30 con cá chia đều cho 3 hồ. Hỏi mỗi hồ có bao nhiêu con cá. Ta lấy 30 ta chia cho 3 là mỗi hồ là 10 con. Số con cá mỗi hồ nước có là. Số con cá mỗi hồ nước có là. Ta lấy 30 ta chia cho 3 bằng là 10 con cá. Đáp số 10 con cá. Chúng ta qua câu B. Mỗi can đựng 5 lít xăng, hỏi 6 can như thế đựng tất cả là bao nhiêu lít xăng. Ta lấy 5 ta nhân cho 6. Nè. Số lít xăng có tất cả là. Số lít xăng có tất cả là. Ta lấy 5 ta nhân cho 6 là bằng là 30 lít xăng. Đáp số 30
Lisa. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 9. 5 ta nhân cho 9 là bằng là 45. 5 ta nhân cho 7 là bằng là 35. 5 ta nhân cho 3 là bằng 15. 5 ta nhân cho 6 là bằng là 30. 5 ta nhân cho 4 là bằng là 20. 5 ta nhân cho 2 là bằng là 10. 5 nhân 5 là bằng là 25. 5 nhân 8 là bằng 40. 5 nhân 10 là bằng là 50. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.